sáng nay của anh em mình đây. Cái này mới đánh lưới sáng. Hai cái này mới đánh lưới sáng nè. Cái này là của mình đây. Trời ơi, coi nè. Mực nó cắn đồng lội, nó cắn banh mực luôn. Biết được. Vô con của mình coi đó, mình chắc không hơn hôm qua nổi rồi. Dạ con nhiều hôm qua đó. Nhiều hơn hôm qua rồi nữa. Kìa con không nữa này vậy. Ý của tao, tao nói tao vào á. Đóng hơn cả đó vậy. Kỳ kích. Hả? Cả hôm qua. Dạ qua luôn. Nhiều hôm qua luôn. 8 kg. Bằng hôm qua. Đây của quốc. Của Châu Gia Kiệt, hai cha con Châu Gia Kiệt. Ba người câu á chứ hai cha con gì? Ba người. Câu luôn chứ không có bằng cháu câu sáng đêm đó. Còn mai lấy thùng lấy cái thái rồi. Cậu cháu bữa nay hơn cậu Kiệt hơn qua, mãi tôi cũng bằng hôm qua nó cậu. Nè. Đỡ của tính vô ra. Ừ quá. Ôi trời ơi, hai con mực la già luôn. Hai kết thôi vậy. Đó đi. Lại ra đi. Ráng cũng không hết đâu. Đi vô, vô hai kết luôn chứ. Quá dừa mặn lắm bố tính chim ơi. Mười. Hôm qua 12 bữa nay ơi. 9 kg rưỡi rồi, cái này 4 kg nữa. Chết. 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 Sao không biết được mấy lạng đây. Không quên nằm nữa vậy. Tải đủ mới gỡ ra cho nó vô cái tải rồi thằng này đủ mới nhớ nhà đó. Kệ nó buồn ngủ quá, nhớ cái gì mà nhớ. Bám. Buồn ngủ. Nhưng mà mày gian vô gì? Không phải ấy bệnh đồ thì vô, con này có gì đâu. Nhà cũng có làm gì đâu. Rồi đó. Rồi chơi cậu ngoại hai kết đơn giản thôi. Kết nào cho đầy kết đó. Ừ, mày chạy đi. Chết.
xi cỡ không quặng quá hả? À. Hay quá. Tôi cũng đầy luôn. Sao trời gãy chút lo không trời? Nghe được anh gì thì gửi anh gì. Nghe được anh gì thì gửi anh gì chứ tôi gửi đồ anh gì mà gửi anh lo thì cũng kỳ. Vô mực thôi. Câu 61 kg. Câu 61 kg hả? Được, 90 kg. 90 kg gần 40 bèo. Rồi. Vậy để mình đi làm mực thôi. Anh em mình được nhiêu đó.